Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trẻ ở nhà tại ngày bố mẹ cần đề phòng với những nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho con ngay tại nhà. Thông tin tham khảo trên báo sức khỏe và đời sống. Lưu ý đối với trẻ nhỏ từ 0 đến 6 tuổi, đối với những cháu nhỏ người lớn phải luôn để trẻ trong tầm mắt quan sát của mình, không để trẻ chơi một mình dù chỉ là trong tích tắc cần để các đồ vật sắc nhọn nguy hiểm như dao, kéo, tuốc nơ vít, đinh ở trên cao ngoài tầm với và tầm mắt của trẻ. Bởi nếu các cháu dễ dàng lấy được các đồ vật trên, không biết sự nguy hiểm của chúng nên sử dụng như một thứ đồ chơi và tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi. Không để trẻ chơi gần những đồ thủy tinh như kính, bình hoa vì trẻ chạy nhảy nô đùa dễ xô đổ, làm vỡ và những mảnh thủy tinh rất nguy hiểm cho trẻ khi ngã hoặc giẫm phải. Cẩn thận tuyệt đối khi dùng kim băng, kim tiêm, dùng xong phải cất vào nơi an toàn, không để trẻ lấy được ngậm vào miệng. Nên dành một khu vực chơi riêng cho trẻ, tránh việc trẻ cùng chơi ở các phòng của người lớn, phòng khách, phòng ăn, bởi vì những khu vực này thường hay có những đồ vật nguy hiểm cho trẻ, nếu chỉ tò mò cầm nghịch ngậm như nắp bút, ghim, dao, kéo. Lưu ý đối với trẻ lớn từ 7 đến 14 tuổi, Dạy cho trẻ biết những vật sắc nhọn rất nguy hiểm và không nên chơi dao, kéo và các đồ sắc nhọn khác, cũng như chơi các trò chơi nguy hiểm như đấu kiếm gỗ, đánh nhau bằng que, dùng đất đá, vật nhọn để ném nhau, bắn nhau bằng súng cao su, phóng dao, bắn cung tên vì sẽ dễ bị tai nạn thương tích, làm trẻ chảy máu, đau đớn, thậm chí mù loà nếu bị thương chảy máu hay chảy rước ra không được tự ý đắp lá sắc thuốc bột rắc bùn bẩn hay đổ cồn trực tiếp lên vết thương không dùng chun buộc garo vết thương cũng không được tự ý rút các vật cắm vào vết thương như mảnh thủy tinh cái đinh con dao mà gọi ngay người lớn đến giúp đỡ những việc người lớn cần làm Người lớn cần trang bị cho mình những kỹ năng xử lý các tai nạn thương tích và có ý thức phòng ngừa tai nạn cho trẻ. Nếu chẳng may trẻ bị vật sắc nhọn đâm, phải biết cách sơ cứu ban đầu, không được coi thường các vết thương của trẻ. Nếu vết thương nặng cần chuyển ngay trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ chăm sóc. Cha mẹ hoặc những người chăm sóc trẻ nên để những vật nhỏ dễ nuốt tránh xa tầm tay của trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Những vật nuốt phải phổ biến nhất là đồng xu, viên pin nhỏ cúc áo, hòn bi, hòn đá, móng tay, đinh vít, kẹp ghim, các cục nam châm nhỏ, các bộ phận của những món đồ chơi như xe, máy bay, nhất là đồ chơi chạy bằng pin. Những lưu ý khác Ngoài ra, để tránh nguy cơ trẻ hóc dị vật, nuốt dị vật, các phụ huynh người trông trẻ cần chú ý những vấn đề sau. Cần tìm hiểu, nắm rõ về mức độ nguy hiểm của việc để trẻ nuốt phải dị vật rèn ngay không cho trẻ có thói quen ngậm đồ chơi đồ vật trong nhà của trẻ phụ huynh không nên để cho trẻ cười đùa trong khi ăn việc làm này dễ khiến trẻ bị nghẹn hóc và khiến dị vật nếu có xuống sâu hơn khó xử lý không cho trẻ ăn những thức ăn quá cứng có nhiều xương nên cho trẻ ăn những thức ăn nhỏ mềm khi cho trẻ ăn phải quan sát cho trẻ nhai kỹ chậm rãi và theo dõi trẻ liên tục Tiếp theo là thông tin, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện 5 điểm cần làm tốt trong mùa dịch, ngay cả khi đã nới lỏng giãn cách xã hội. 5 điều cần làm tốt ngay cả khi nới lỏng giãn cách xã hội. Bộ Y tế đề nghị người dân cần phải làm tốt 5 điểm sau để phòng chống COVID-19. 1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn đến với 7 thói quen người dân cần thay đổi trong mùa dịch Covid-19, ngay cả khi nới lỏng giãn cách xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.